không vị không sắc nên sắc không, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy, không vị không nhãn nên nhãn không, nhãn tức là không, không tức là nhãn, cho đến ý xúc làm nhân duyên sinh thọ. Không vị không thọ nên thọ không, thọ tức là không, không tức là thọ. Không vị không bốn niệm xứ nên bốn niệm xứ không, bốn niệm xứ tức là không, không tức là bốn niệm xứ. Cho đến không vì không 18 pháp không chung nên 18 pháp không chung không, 18 pháp không chung tức là không, không tức là 18 pháp không chung. Như vậy tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật không kinh không hãi không sợ. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát được thiện tri thức thủ hộ nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật mà không kinh không hãi không sợ? Phật bảo tu Bồ Đề: Thiện tri thức của Bồ Tát Ma Ha Tát là người nói sắc vô thường cũng không thể có được, nắm giữ căn lành ấy, không xu hướng đạo thành văn bích chi Phật, chỉ xu hướng nhất thiết trí ấy gọi là thiện tri thức của Bồ Tát Ma Ha Tát. Người nói thọ tưởng hành thức vô thường cũng không thể có được, nắm giữ căn lành ấy, không xu hướng đạo thanh văn bích chi Phật, chỉ xu hướng nhất thiết trí ấy gọi là thiện tri thức của Bồ Tát Ma Ha Tát. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát còn có thiện tri thức, nói sắc khổ cũng không thể có được, nói thọ tưởng hành thức khổ cũng không thể có được, nói sắc vô ngã cũng không thể có được, nói thọ tưởng hành thức vô ngã cũng không thể có được, nói sắc không vô tướng vô tác tịch diệt lìa cũng không thể có được, nói thọ tưởng hành thức không vô tướng vô tác tịch diệt lìa cũng không thể có được. Nắm giữ căn lành ấy, không xu hướng đạo thành văn bích chi Phật, chỉ xu hướng nhất thiết trí tu Bồ Đề ấy gọi là thiện tri thức của Bồ Tát Ma Ha Tát. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát còn có thiện tri thức nói mắt vô thường cho đến mắt lìa cũng không thể có được, cho đến ý xúc làm nhân duyên sinh thọ nói là vô thường cho đến lìa cũng không thể có được. Nắm giữ căn lành ấy, không xu hướng đạo thành văn bích chi Phật, chỉ xu hướng nhất thiết trí ấy gọi là thiện tri thức của Bồ Tát Ma Ha Tát. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát còn có thiện tri thức nói tu bốn niệm xứ cho đến tu bốn niệm xứ lìa cũng không thể có được, nắm giữ căn lành ấy, không xu hướng đạo thành văn bích chi Phật, chỉ xu hướng nhất thiết trí tu Bồ Đề ấy gọi là thiện tri thức của Bồ Tát Ma Ha Tát, cho đến thiện tri thức nói tu 18 pháp không chung tu nhất thiết trí cũng không thể có được, nắm giữ căn lành ấy, không xu hướng đạo thành văn bích chi Phật, chỉ xu hướng nhất thiết trí ấy gọi là thiện tri thức của Bồ Tát Ma Ha Tát. Luận hỏi: Cớ sao tu Bồ Đề sinh nghi hỏi Phật rằng: Bồ Tát mới phát tâm nghe nói Bát Nhã Ba La Mật sẽ không kinh hãi sợ? Đáp: Nghe nói không có Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, nhưng thân năm uẩn không cũng không thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật nên sinh nghi. Ai sẽ tu hành Bát Nhã? Thế nên hỏi Phật. Phật dạy: Nếu Bồ Tát không đầy đủ nhân duyên trong ngoài sẽ có sợ hãi. Nhân duyên trong là không có chánh ức niệm, không có trí tuệ lanh lợi, đối với chúng sinh không có bi tâm sâu xa, bên trong không có phương tiện như vậy. Nhân duyên ngoài là không sinh ở trung tâm quốc độ, không được nghe Bát Nhã Ba La Mật, không gặp thiện tri thức dứt nghi cho, không có nhân duyên ngoài như vậy. Nhân duyên trong ngoài không hòa hợp nên sinh kinh hãi sợ. Này Tu Bồ Đề hỏi phương tiện ấy, Phật đáp: Tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng quán các pháp cũng không thủ đắc các pháp. Hỏi: Phương tiện có khi quán sắc có các tướng vô thường vân vân nên không sợ hãi. Sau này chỉ nói tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng quán các pháp nên không sợ hãi. Đáp: Bồ Tát từ trước lại đây chỉ quán các pháp không tâm thô nên sinh đắm trước. Này phân biệt quán như ý Phật đối với chúng sinh khỏi tâm đại bi không đắm trước hết thảy pháp, đối với trí tuệ không có gì được chỉ muốn độ chúng sinh dùng vô thường không vân vân các thứ quán các pháp cũng không thủ đắc pháp ấy, quán các pháp như vậy rồi suy nghĩ rằng ta dùng pháp ấy độ chúng sinh khiến xa lìa điên đảo, vì vậy nên tâm không đắm trước, không thấy có một pháp nhất định, ví như thầy thuốc hòa hợp các thứ thuốc. Người mắc bệnh lạnh thì cho thuốc nóng, đối với bệnh nóng là chẳng phải thuốc. Trong hai sự bố thí, pháp thí là lớn, ấy gọi là thí ba la mật. Năm ba la mật kia cũng như vậy, thì theo nghĩa mà phân biệt. Lại nữa, phương tiện của Bồ Tát là
Chẳng phải vì 18 không nên khiến sắc không thì cớ sao? Vì không lấy tướng không cưỡng ép làm cho không. Sắc tức là không, sắc ấy từ xưa đến nay thường tự không. Vì sắc tướng không nên không tức là sắc, cho đến các Phật pháp cũng như vậy. Thiện tri thức là người dạy người khiến đem trí tuệ ấy hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát trước đó biết các quán vô thường không vân vân, nay chỉ nói hồi hướng là khác. Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Cớ sao Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật không có phương tiện thiện xảo? Theo ác trí thức, để nghe nói Bát Nhã Ba La Mật thì kinh hãi sợ. Phật bảo Tu Bồ Đề: Bồ Tát Ma Ha Tát địa tâm nhất thiết trí tu Bát Nhã Ba La Mật, được Bát Nhã Ba La Mật ấy, nhớ nghĩ Bát Nhã Ba La Mật ấy, đối với sự tu hành thiện Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tịnh giới Ba La Mật, bố thí Ba La Mật đều nhớ nghĩ. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát vì lìa tâm tát bà nhã mà quán sắc nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, quán thọ tưởng hành thức nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, quán nhãn nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, cho đến quán ý xúc làm nhân duyên sinh thọ nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, đối với các không có chỗ nhớ, có chỗ được. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật vì lìa tâm tát bà nhã mà tu bốn niệm xứ cũng nhớ cũng được, cho đến tu 18 pháp không chung cũng nhớ cũng được. Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật vì không có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật ấy thì kinh hãi sợ. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cớ sao Bồ Tát Ma Ha Tát theo ác tri thức nghe nói Bát Nhã Ba La Mật thì kinh hãi sợ? Phật bảo Tu Bồ Đề, ác tri thức của Bồ Tát Ma Ha Tát dạy xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, thiền Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, tịnh giới Ba La Mật, bố thí Ba La Mật. Tu Bồ Đề, ấy là ác tri thức của Bồ Tát Ma Ha Tát. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát còn có ác tri thức không nói việc ma, không nói tội của ma, không nói rằng ma hiện làm hình tượng Phật đi đến dạy Bồ Tát xa lìa sáu Ba La Mật, mà nói với Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, tu Bát Nhã Ba La Mật làm chi? Tu thiền Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, tịnh giới Ba La Mật, bố thí Ba La Mật làm chi? Nên biết đó là ác tri thức của Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại nữa Tu Bồ Đề, ác ma còn hiện làm hình tượng Phật đi đến chỗ Bồ Tát, nói kinh thành văn hoặc khế kinh, su trà, tu đà là, tu đố lộ, cho đến luận nghị, yêu ba đề xá. Dạy bảo phân biệt dễ nói kinh như vậy, không nói việc ma tội ma, nên biết đó là ác tri thức của Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại nữa Tu Bồ Đề, ác ma hiện làm hình tượng Phật đi đến chỗ Bồ Tát nói rằng: Thiện nam tử, ông không có tâm Bồ Tát chân thật, cũng chẳng phải địa vị bất thối chuyển, ông cũng không thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không nói cho biết việc ma tội ma như vậy, nên biết đó là ác tri thức của Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại nữa Tu Bồ Đề, ác ma hiện làm hình tượng Phật đi đến chỗ Bồ Tát nói với Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, sắc không vô ngã vô ngã sở, thọ tưởng hành thức không vô ngã vô ngã sở, nhãn không vô ngã vô ngã sở, cho đến ý xúc làm nhân duyên sinh thọ không vô ngã vô ngã sở, bố thí Ba La Mật không cho đến Bát Nhã Ba La Mật không, bốn niệm xứ không cho đến 18 pháp không chung không, thì ông dùng vô thượng chánh đẳng chánh giác làm chi? Việc ma tội ma như vậy lại không nói không dạy, nên biết đó là ác tri thức của Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại nữa Tu Bồ Đề, ác ma hiện làm thân bích chi Phật đi đến chỗ Bồ Tát nói với Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, mười phương đều không, trong đó không có Phật, không có Bồ Tát, không có thành văn, việc ma tội như vậy lại không nói không dạy, nên biết đó là ác trí thức của Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại nữa Tu Bồ Đề, ác ma hiện làm thân hòa thượng A Xà Lê đi đến chỗ Bồ Tát dạy xa lìa đạo Bồ Tát, dạy xa lìa trí nhất thiết trùng, xa lìa bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, dạy xa lìa bố thí Ba La Mật cho đến dạy xa lìa 18 pháp không chung, dạy tu vào không vô tướng Bồ Tát nói rằng: Thiện nam tử, ông tu niệm các pháp ấy sẽ chứng được thanh văn chữ dùng vô thượng chánh đẳng chánh giác làm chi? Việc mà tội mà như vậy lại không nói không dạy, nên biết đó là ác tri thức của Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại nữa Tu Bồ Đề, ác ma hiện làm hình tượng cha mẹ đi đến chỗ Bồ Tát nói với Bồ Tát rằng:
Này con nên vì chứng quả Tu Đà Hoàn mà sinh tinh tấn, cho đến nên vì chứng quả A-la-hán mà sinh tinh tấn, chứ dùng vô thượng chánh đẳng chánh giác làm chi?